Cô alo belo selo belo 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 alo selo chim sẻ gọi các đại bàng, các đại bàng nghe rõ trả lời. Hôm nay chủ nhật đông quá. Alo belo selo gọi TikTok lên chơi. Có bao giờ em viết được văn thơ, trước mắt anh là trời xanh lá viền rộng, đêm trăng lên câu hò em hát, thương cha ra đồng bắt con tép con tôm, em người gái mẹ gầy. Có bao giờ em viết được văn thơ. Con bé xinh quá nhỉ, nó đang ngồi từ nãy giờ nó cười tươi, nó cứ ngắm mình. Ngồi đây mình đeo kính đen rồi mình dễ soi. Đây có mấy bé nhỏ ngồi đây nó cứ soi mình, chắc hình như nó xem TikTok nó biết mình sao, trêu đẻo mình, nó cười tủm. Bố tổ sư con cái nhà gọi TikTok lên thôi. Lùi Như Tiến, nhà báo học giả Lùi Như Tiến gọi TikTok lên chơi. Hiểu sao ngồi đó nó tủ tỉ với cái bé xinh quá. Xinh quá em không nhận đâu, tôi là chủ yếu phục vụ mấy anh em Việt kiều thôi chứ cần tôi phục vụ gì tôi đâu, tôi là gì khinh 15 phút tôi có cái ấy gì đâu, chủ yếu các anh em thôi chứ. Mướt vượt vượt đấy, Việt Nam khổ thế, cứ dai gái với nhau tụ tập với nhau này. Thế đây là gạch ngói thế nào, ép cọc cái kia gần sao, tình hình thế nào, anh có thấy bé được không, được cái gì được không, anh có thấy được không, tôi hỏi thật đấy, anh em giả nhời tôi tí, anh em Việt kiều giả nhời tôi tí, bé kia được không. Để đây về đây chắc là đấy, các cháu các em càng ngày càng xinh xắn tươi tắn tuyệt vời, mướt vượt vượt tươi mảnh mảnh, học hành tấn tới. Nhà cao cửa rộng, chả sao cả. Chả anh minh lực nhá. Thôi ngắm thế thôi chị, để tôi chuyển về tôi chứ. Không cứ ngắm gái này nói chuyện chẳng. Mấy ông khổ ngót nước, nó bình mạnh luôn. Thôi chuyển về tôi thôi, nhưng các bố ngắm quá thì mới mất tập trung. Được. Câu chuyện quốc tế người ta nói chuyện thì cứ gái gú, cứ va với vợ gái hư. Tôi chỉ ở đấy thôi, chủ yếu đều mơi mơi để cho mấy cái em Cali đang ế vợ nhìn là thế cho nó bật vã tí nhỉ. Chào anh em, chào các bác các cô chú nhé. Cái gì Trung Quốc dạ, cái gì đây, chào Quang Tưởng, anh đang ở trên YouTube, anh đang quay cho mấy cô bé tơ mảnh mảnh mướt vượt cho mấy cái em kiều bào nghe, à quên, mấy cái em ngụy kiều xem, mấy cái em ế vợ vậy xem sốt ruột, chết mẹ sốt ruột đó. Có bao giờ anh viết được văn thơ, trước mặt em là trời xanh lá biển rộng, đêm trăng lên nghe câu hò em hát, thương cha ra đồng bắt con tép con cua. Đấy khổ thế, mình khổ nó quen rồi, cua với tép ăn nó quen rồi. Bây giờ nói chuyện pizza với cả hamburger với cái gì đấy, gà hai đô là mình không ngửi được. À quên, xin lỗi, mình không tiếp, mình không tải được. Cái bé cái xinh quá nó cứ ngắm mình kìa. Chết thở, hay là mình nhận vơ, mình đeo kính. Mình đeo kính mình nhìn không rõ thì mình phải tưởng tượng cho nó ngắm. Cứ liếc, từ nãy giờ cứ liếc không. Thì anh đeo kính rồi em cứ liếc thoải mái nhé. Làm việc có ích đi. Ta đang làm việc có ích đi, mày thấy vô ích à? Thằng bờm kia, mày có câu nào rực rỡ hơn tí không?
sao mày không đi làm, mày cứ vào đây mày nhìn nghe tao nói làm gì, tao đang làm việc, mày không thấy có ích à? Thế lại thấy nhột à? Khổ, khổ thân. Thằng con trong tên TikTok có thằng con nick tên là Bờm, suốt ngày nó rủ nó vào, tao bảo tôi phải ăn cũng phải ngủ cũng phải uống cái đéo. Dần dần nay nó thêm được câu làm việc có ích. Mày nghĩ tao làm việc như này là vô hại à? À có hại à? Tao sao? Tao đang uống cà phê thì tốt đi. Uống cà phê thì bây giờ là ít nhất tí nữa tao trả tiền cho quán cà phê nó có tiền. Còn tao lại uống vậy, tao uống theo cái môn phái gọi là môn phái cổ truyền, uống gia truyền. Tao không những uống mà tao còn gọi cả bạn bè. Đấy, anh em bạn bè họ hàng thì tao đến uống. Thế còn gì đéo ấy nữa. Thế không có ích thì cái gì có ích? Theo mày thế nào có ích? Ngồi xem không như này mày có ích chưa? Thế nhột quá à? Dạo này nhột quá. Nay mình tiền có quả áo chất nhỉ? Dạ vâng, áo đẻo, áo Việt Nam nhà mình. Cần gì em không có đồ Tây đâu, ít đồ Tây. Chỉ đồ công nghệ em chơi đồ Tây, có đồ cổ truyền em chơi đồ cổ truyền. Con tép con tôm nó quen rồi. Tình hình căng thẳng, thế giới đảo điên. Hôm nay nghe cái câu chuyện hôm qua chứ, có bác đại biểu kiêm giảng viên đại học phát biểu về câu chuyện giáo dục. Tôi mừng quá. Tôi chỉ sợ các bác ấy là không nghĩ gì đến ngành giáo dục nước nhà. Nhưng mà các bác nói như thế chưa đủ. Có một bác già đắt tóc bạc, bác chỉ nói đến câu chuyện là giáo dục. Đấy, thì chúng nó các bạn biết rồi. Chúng nó mưu đồ, chúng nó phá đất nước mình bằng cách là giáo dục và y tế và văn hóa, ba mảng chính. Còn phi quân sự hóa, phi chính trị hóa quân đội thì rất là khó. Nó không thể làm ngay được, nó lộ. Nhưng mà nếu mà chọn sai tổng bí thư thì tổng bí thư là kiểu như góp ba chốt cái là chết ngay, là chúng ta tan nát ngay, là lại phi chính trị hóa quân đội. Nó coi đảng là một cái gọi là cái công ty, một cái câu lạc bộ là chết mẹ rồi. May hồng phúc dân tộc còn có đấy, còn có người đứng mũi chịu sào. Thế đây giáo dục thì các bạn biết rồi, nó diễn biến hòa bình trong giáo dục các bạn biết rồi. Cái thằng soạn thảo và cái sách giáo khoa cho học sinh ấy, là thằng giáo sư Nguyễn Minh Tiến ấy, cái gì đấy, thằng gì đấy, đấy cái thằng già già đấy, nó nằm trong nhóm 72. Thì cái chuyện nó bỏ môn sử là dễ hiểu thôi, nó không phải nó bỏ mà nó bảo là học trả học thôi, học làm gì, học hành gì, thì dễ hiểu thôi. Ê, câu chuyện là giáo dục hiện nay ấy là nó diễn biến hòa bình mà, cho nên nó có các cái trường ABC vào đấy, kể cả đại học, kể cả liên cấp, kể cả các kiểu. Và đặc biệt cái câu chuyện nó chơi cái môn phái gọi là thi trắc nghiệm. Thi trắc nghiệm là bắt đầu là đúng là diễn biến dần rồi. Sau đó chơi môn phái mới là môn phái không thi đại học nữa, cứ xét tuyển học bạ, xét tiền điểm thôi, đánh giá năng lực học sinh bằng việc là không cần thi, chỉ cần xét bảng điểm thôi. Cho nên nó sinh ra cái câu chuyện là tiêu cực trong giáo dục. Tức là nó sinh ra chạy điểm, cô giáo cứ nâng điểm lên là sao? Nó xét tuyển thôi gì? Thế tư duy nó không còn nữa. Hôm nay cái bác giảng viên đại học, cái bác ấy là đại biểu Quốc hội, cũng cảm ơn bác đã có cái tiếng nói và mong muốn là bác là đại biểu của nhân dân. Các bác là đại biểu của nhân dân, các bác phải nói mạnh vào. Giáo dục là cốt lõi đấy. Nếu mà các bác cứ thờ ơ với giáo dục là con cháu chúng ta nó trắng trong tim, trắng trong hành động và trắng trong tư tưởng ngay. Nó lại trở thành con cháu của Ukraine đi giật đổ tượng Lenin, ngồi lên bàn thờ tổ tiên ngay lập tức. Đấy, và chỉ ăn cái hưởng thụ thôi. Hưởng thụ là hưởng thụ tiền của cha mẹ thôi, chứ đã làm được gì đâu. Đấy, một thành phần là như vậy. Cho nên là bác hôm qua bác đề xuất rất là đúng. Đấy, một là Bộ Giáo dục phải giải trình. Và các bạn biết là mấy ông bộ trưởng cũ đấy, ông nào học ở đâu về các bạn biết rồi đúng không? Nếu mà bác Trọng và sao nghiên cứu là sẽ tìm ra cái đường dây và liên quan đến diễn biến hòa bình, CIA nó cài cắm vào được nữa thì cũng cho chúng nó đi tù vậy đi, cho dân hả dạ. Tôi chỉ khoái cho bọn đấy nó đi tù, nó chết cụ thì cứ đi, chứ không có nó hỏng hết con cháu chúng ta. Ai đời đi xét tuyển vào bao giờ, trong đó thời mình thi vỡ mồm nữa. Mẹ mày thi được 3 môn điểm 5 đã đỗ vào đại học đã là khó lắm rồi. Ngày xưa tôi thi đại học bằng bộ đề mà thi vào giao thông bách khoa, mẹ làm đéo có chuyện 30 điểm với 29 điểm, toàn 15, 17 điểm, tái ra còn 18 điểm là đẳng cấp lắm rồi. Nó đéo có cái chuyện. Quá hay luôn. Thế bây giờ thì xem là tình hình cái nào. Hôm qua có bác cái bác phát biểu hay đấy. Cũng mong là đấy, nghiên cứu Bộ Giáo dục nó giết cái nào, chỉnh đốn nó ngon lành. Vừa rồi sách giáo khoa đấy, thế là rồi đi sẽ đi tù cả lút liên quan đến sách giáo khoa thôi.
về đích sớm, chỉnh đốn cho con cháu mình đó, chỉnh đốn cho con cháu mình nó học hành cho nó tử tế. Thế bây giờ các bạn ấy cứ xét tuyển vào là chết rồi, cứ xét tuyển không vậy chết, nguy hiểm đấy. Các anh em hiểu rồi đấy, học ở đâu về các anh em hiểu rồi đấy. Đấy, cho nên là diễn biến hòa bình trong giáo dục, diễn biến hòa bình trong báo chí, trong truyền thông thì các bạn nhìn thấy rồi, diễn biến hòa bình trong văn hóa các bạn nhìn thấy rồi, đúng không? Để mày lên làm như bố thiên hạ, ông hoàng ông vua ông viết các kiểu như tổ nghề vậy. Thế cho nên là các bạn đã thấy những cái điều đó rồi đấy, đúng không? Ba môn 33 điểm chịu luôn. Thế tôi thấy là cái đấy là cái ngày hôm nay là mình thấy là nó đang nóng. Đấy, rồi diễn biến hòa bình trong giáo dục chính là cái câu chuyện nó bắt ép học tiếng Anh đấy. Thì để đẻ ra các cái trung tâm tiếng Anh đấy, rồi bắt cái liên quan đến cái câu ép cái câu chuyện là liên quan đến IELTS đấy. Đúng không? Trong cái đó về văn học của Việt Nam, ngôn ngữ Việt Nam, tiếng Việt Việt Nam, cách dùng từ còn chưa đúng. Đấy, trong đó lịch sử, địa lý không biết. Chính trị thể chế, nền tảng chính trị thể chế không biết. Diễn biến là hòa bình là gì không biết. Nhưng mà cứ phải IELTS. Có biết IELTS để làm cái gì? Còn đương nhiên mình không nên bắt buộc mà ai học môn nào chuyên ngành gì liên quan đến ngoại ngữ thì đương nhiên là phải cần. Chứ bây giờ nó tạo ra cái cơ chế chính sách là nó ép như vậy là chết mẹ rồi. Đấy là sẽ là nguy hiểm. Cho nên tôi mong muốn là đấy, Quốc hội họp chấn chỉnh, đặc biệt có các bác phát biểu đưa ra ý kiến, hội thảo trong tổ, trong nhóm. Các bác là đại biểu của nhân dân cơ mà. Nhân dân bầu các bác ra, các bác phải giúp cho dân, cho nước càng ngày càng cường thịnh lên. Chứ không chỉ có lo là phát triển công nghiệp, lo là kinh tế, lo là có việc làm, không phải như vậy đâu các bạn. Nó suy thoái đạo đức, suy thoái văn hóa. Sao lại mất tiếng? YouTube có mất tiếng không mà cứ ông nào cứ vào đây nói mất tiếng thì đeo đâu nhỉ? Mẹ với mic đang nói phạch thế này, cứ bảo mất tiếng thì đeo. Nghe các bác thì đeo, cứ vào đây ngày đeo nó bảo mất tiếng. Trong đó pin với mic lúc nào cũng đầy đủ. Tài thật. Cái chọc quay đéo với nhau ấy. Hôm qua đang like thì đánh sập. Thế là cũng nhân dân mình là nhân dân. Thế mình nhìn thấy như vậy là có các động thái như vậy là các bạn, đặc biệt là bên chống diễn biến hòa bình phải nhìn rõ những cái âm mưu thâm độc của chúng nó. Các bạn nên nhớ những âm mưu thâm độc của chúng nó. Chúng nó kinh khủng lắm, không phải đơn giản đâu. Các bạn nhiều khi các bạn cũng ao ứa mãi làm ăn thôi là chỉ biết là mẹ về ngày mai trong ngủ ấy, đất nước ấy, đang bình yên như này không muốn mẹ mà muốn cướp bóc à, muốn giết nhau à, muốn đâm chém giết nhau, anh em cùng dòng máu với nhau đâm chém nhau à. Đấy, cho nên là nguy hiểm. Có tiếng chứ anh? Cứ nói mất tiếng đấy thế nào? Mình mic của mình đây, mình đang nhìn tiếng nó nhảy đánh tách tách như tôm. Cho nên các bạn yên tâm. Ngày hôm nay thì cái tin đấy là cái tin mà mình mừng nhất. Cái tin đấy là tin mừng nhất. Đấy, giấy gái gú đây là nó lại nhìn mình nó cười, nó thấy mình đói nó lại cười, cái bé xinh quá. Đấy, biết là sao, nay được nhiều gái quá. Lại vào rồi. Hải Phòng chuẩn bị đón trận bóng về. Nghe rõ, chào cảm ơn anh em nhé. Anh em vào quen sổ lá cứ tiến vào lễ đài, phát biểu bình thường nhá. Giơ tay phát biểu đàng hoàng, có trật tự. Câu nói có sức nặng nhá. Đừng có vẹ về nói mấy cái câu vẹ về rồi bu cặc ngựa đéo ăn thua đâu, mấy cái câu vớ vẩn chó xem tắt ao chán bỏ mẹ. Bố cố gắng phát biểu nhá, hoành tráng lên nhá, cứ phát biểu cật lực, com lê ca vát, giá sách quả địa cầu đầy đủ vào đây phát biểu xem nào. Biết đeo cái gì ngại hả? Đôi bên quận cam hôm nay là tình hình là có chính phủ mới rồi, bây giờ nó chưa phế truất, thằng Đào Minh Quân nó lên là quốc công rồi, đức quốc công Đào Minh Quân. Nhưng mà bây giờ lại thêm cái câu là bây giờ có chính phủ mới. Chính phủ mới này tên là Chính phủ Việt Nam Cộng hòa Lưu Vong, có trụ sở tại Cali. Toàn bộ chính phủ này thì có 7 người. Đấy, chính phủ hiện nay là có 7 người. Có 3 thằng ở châu Âu và 3 thằng ở Texas. Ở Texas Cali đấy, Texas ở tiểu bang Texas đấy. Và một thằng chính là thằng Tổng thống thì là ở Cali. Tên là cái gì Lưu Quang đấy, tôi đăng trên đáp cộng đồng của YouTube rồi đấy. Thì là bọn nó mới thành lập thêm và nó mới bổ nhiệm thêm trong 7 thằng đấy thì cái một cái thằng ở Cali thì bổ nhiệm thêm 2 thằng bộ trưởng.
trong 7 thằng thì có 2-3 thằng bộ trưởng tài chính của bộ trưởng gì đấy, quốc phòng cũng thế đéo. 7 thằng. Mà mấy thằng này thì tôi nghĩ là độ tuổi của nó trên 70 rồi. Tôi gọi nó là thằng chứ đúng ra là vai vế phải gọi nó bằng bác, bằng chú đấy. Nhưng mà nó trên 70 rồi. Cái đấy. Chả hiểu kiểu gì. Đéo hiểu kiểu gì. Thế giờ lại bên này. Chứ đây các em xem ở bên kia theo tình hình là giả, có khi là nó lập cái chính phủ để giả vờ vậy thôi, để nó ly khai Cali đấy nhá. Bảy thằng, nhưng mà có cái 3 thằng ở châu Âu đấy, 3 thằng ở Texas đấy, 1 thằng ở Cali. Như vậy nó là làm việc qua Zoom thôi, chủ yếu là họp hành chính phủ qua Zoom thôi, chứ tiền đéo đâu mà bay về. Bây giờ tiền đâu mà bay từ tiền đéo đâu mà bay từ châu Âu sang Cali, tất cả tiền đâu mà không có chỗ tiền thuê văn phòng. Tôi xin lỗi, tôi nghe điện đi. Xin lỗi quý vị, tôi nghe điện. Alo, bello, cello. Xin lỗi các cụ, các bà cùng toàn thể hội hôn nhé. Bọn nó có chuyên cơ chứ anh. Đéo phải đi đồng kỳ của đéo có chuyên cơ đấy, phần bọn nó. Ông kỳ vừa rồi bay sang Nhật đấy. Đấy, đầu tiên là Pháp nó bảo ta cho mượn cái máy bay để bay sang Nhật. Cái bãi sau là nó bảo không cho mượn nữa. Pháp nó bảo ta cho thuê giá rẻ. Cái bãi sau nó lại bảo thôi đéo cho giá rẻ, bố mới thuê giá đắt. Thế ông kỳ bảo sao ông hứa với tôi, bảo cho tôi mượn. Mượn xong cho thuê giá rẻ, sao bây giờ ông lại bảo thuê giá đắt là sao? Thế bọn nó bảo kệ, bố mày cứ tính tiền trên cụm rồi đi, chúng mày thiếu gì tiền. Mày bốc bắt họ tốt thế thì việc đéo gì mà không trả tiền bọn tao. Bọn tao đang thiếu tiền. Thế là cuối cùng là phải thuê giá đắt đấy. Đi sang Nhật chuyến đấy thì cuối cùng phải thuê cái máy bay đi từ Pháp sang Nhật. Đến khổ rồi đây. Cái câu đấy học ở đâu về nghe vãi, rất là khó hiểu. Câu gì ạ? Về Thái Bình đặt cái diều có khi lại ngon. Thì cưỡi diều thôi, mẹ chỉ cưỡi diều hoặc là cứ đi vẽ thuyền thúng cho nhanh. Ui con bé kia, lúc nãy tôi quay nó mượt thế mà bây giờ nó đứng lên nó cao thật đấy. Lúc con bé chân dài thế, cao quá đấy, cao thật anh ạ. Anh em ơi, chả chắc tôi quay cho anh em xem. Mỏng mày hay à? Vượt. Được không? Ngày xưa đất nước khó khăn, là sao mà mướt vượt như bây giờ? Bây giờ cơm no ấm cật, gớm đỏ da thắm thịt lắm. Bây giờ kinh tế nó lên mà đỏ da thắm thịt, mướt vượt luôn. Chứ ngày xưa làm gì được như này, đúng không? Ngày xưa 90 làm sao mà mượt được như này, đúng không? Ngày 90 thì cũng chỉ được mấy cô như kiểu Việt Trinh với cả Diễm Hương, Diễm Hiếp thôi, chứ còn xin lỗi bây giờ nhiều như lá mùa thu, rụng đầy ngoài đường, mướt vượt vượt tơ mình mải. Chả cần phải diễn viên, có khi diễn viên còn sống hơn. Rồi đi rồi, bé đi rồi. Đấy, chết dở không. Bây giờ mình quay sang cho các anh em Việt Kiều, Ngụy Kiều nó lại cay mình, nó lại chửi mình. Nó bảo là mày cứ chọc tao. Hôm trước mình nói mấy câu được ép cọc ép kiếp rồi. Nó cứ đòi hỏi. Nó còn hỏi thăm mình. Sao có cái anh em nào vào tiến vào lễ đài đi xem nào. Anh em tiến vào lễ đài đi. Cho nó có chửi bới gì chưa? Biết gì về chửi. Hôm nay thì nào báo cáo anh em đúng như những gì tôi mong cầu được ước thấy. Cái ông Đét đấy. Ông Đét đấy. Ông Đét là phó ngày xưa là cựu tổng thống Nga đấy. Đúng như cái hôm nay quay trở lại câu chuyện quốc tế nhá. Cái câu chuyện về giáo dục ấy, câu chuyện về văn hóa ấy, câu chuyện về tham nhũng của mình ấy, chúng ta vẫn phải vi lích mõm liên tục, chúng ta không được quên. Kể cả tham nhũng, đấy quên từ nãy giờ nói tham nhũng chưa chào quan tham đâu. Chào anh em quan tham nhá, chào các bác các chú quan tham đã về đích và chào các chú quan tham chưa bị phát hiện nhá. Cháu chào các bác các chú các anh chị đấy, quan tham chưa bị phát hiện thì chúng ta phải nói liên tục nhá, nói cho đúng đấy, để cho các anh em mà đang chuẩn bị làm quan và chuẩn bị sắp tới làm quan đấy là bớt đi nhá, bớt đi.
để làm việc cho nó có tâm, có tầm, có tài và tí. Chứ theo cái kiểu là quan né là đéo được. Bây giờ mẹ về ngân sách giải xuống bây giờ đang dư cục máu đông 1 triệu tỷ đồng để không, vậy là lỗi ở đâu? Lỗi ở một số quan né đấy. Bây giờ phải truy cứu trách nhiệm cho các quan né đi. Quan nào né thì đề nghị là đi chỗ khác để cho các quan không né vào làm việc. Nếu các quan nào mà không né là làm việc đi. Còn các quan né thì các quan có cái môn phái gọi là chấm bút ấy. Đó. Cái sở trường chấm bút thì nên, một là bác Trọng nói rồi, cảm thấy nhúng chạm rồi thì rút đi, rút dần. Chứ căng thẳng quá làm gì, căng thẳng quá làm gì. Ở lại trong chả làm việc. Thế bây giờ cuối cùng là hơn 1 triệu, cả triệu tỷ đồng hiện nay đang để gửi lãi suất thấp. Cục máu đông của nền kinh tế đang để đấy. Mà mục đích của triệu tỷ đồng đấy là để đầu tư công, để làm các công trình mà trọng điểm của xã hội, để cho tạo việc làm cho dân. Nhà máy nào mà không có, anh em nào không có việc làm thì chuyển đổi cơ cấu việc làm, để cho dân người ta có việc làm chứ. Kéo cái quan này vớ tiền ở bơm từ trên xuống dưới, cứ bảo là không có tiền, còn bảo là còn kêu ca, còn chửi bới được. Bây giờ tiền nhiều anh em phải chịu khó làm thì chứ. Sợ gì? Ưỡn ngực ra mà sống hiên ngang lên chứ đấy. Hay là không chấm bút được là mình không làm là không có tội. Cái gì đấy? Giờ nó có cái môn phái gọi là gì chứ? Không làm thì không có tội, làm thì có tội. Thế thì vào làm quan làm gì? Về mẹ live stream như tôi đây này, uống cà phê hàng ngày đây. Mẹ phải nuôi chim này, nuôi cá này, đào ao thả cá, nuôi gà cho nó nhanh. Biết đéo ý. Đéo làm quan cho nó khổ chứ. Yeah. Theo tôi như thế, tôi chả quan đéo. Tôi ghi mẹ về nhà có vườn rồi, có cây rồi, có ao cá rồi, gà qué nó cứ thả hàng đàn vậy, đéo phải bắt, cứ thả ra vườn nó đẻ quả nào nhặt quả đấy về ăn vậy. Cá ra câu vừa dứt phát là có một cá rồi, rau đầy mẹ vậy, rau hàng xóm còn cho cả hàng xóm, cha thiêu cây ăn quả ăn kiếp đầy, đến mùa nào trái đó, cha thế gì cả, trà cháo đầy đủ, mộc tồn mộc tiếc thèm là ăn. Được cái nhà nước còn mắt nhắm mắt mở, thuế má đỡ, đúng không? Thi thoảng lại sang nhà hàng xóm chơi chim đấy, tắt lửa tối đèn có nhau. Thế sao phải khổ thế, suốt ngày cắp cặp ô tô tiếc đéo gì mà sao nhìn khổ vậy, không làm được thì về mình xin lui đi. Chứ chả nhẽ bây giờ nhà nước, đảng nhà nước đào tạo các anh em học hành thế, cho các anh em toàn cao cấp chính trị với cả học chuyên môn giáo sư các thứ vậy, xong không làm à? Thế là sao? Đấy, tôi nói một số anh em thôi nhé. Cho nên là nó mới lòi ra được cái, nó mới dư ra 1 triệu tỷ đồng đấy. Khổ thế. Nhà lắm đất thế. Nhà em mấy xảo, ông bà tổ tiên để lại chả thiếu cái gì. Đất xây nhà cũng có, và đất đào ao thả cá có. Ruộng 5% nhà em còn có. Em quê chả thiếu gì. Ông bà tổ tiên để lại, ông bà sống ở đó thì thừa hưởng thì mình cứ thừa hưởng thôi. Nhà nước thu thuế có mấy đồng, đóng đều, chả quỵt đồng nào, số đó đầy đủ. Chả làm sao, chả thiếu gì. Chứ còn các anh em cứ bán hết đi uống rượu với cả đánh lô đề cờ bạc thì các anh em kêu ai, kêu ai. Đặc biệt mấy anh em phố cổ, mẹ bố mẹ tổ tiên để lại cho cái nhà cửa cứ bán tiêu dần. Cứ bán đi xong rồi đi mua nhà nhỏ hơn, sau lại đi mua nhà chỗ khác dư giá, xong rồi chả chịu học hành đéo gì cả. Thế là anh em các tỉnh lẻ nó về nó mua mẹ nó hết. Anh em ví dụ là anh em tỉnh lẻ như là anh em ở Lào Cai này, anh em ở Thái Bình, Nam Định này, anh em ở các tỉnh ấy nó về nó mua mẹ phố cổ hết. Còn anh em phố cổ đã đại đa số được bán đi thôi, bán hết nhà tổ tiên để lại bán, xong rồi đi về ra gì ở. Ngày xưa anh em ở Sài Gòn thế, một số anh em Sài Gòn khi đất nước phát triển chả chịu học hành gì cả, thế là cứ bán nhà đi. Thế là những người ta làm ăn có tiền, nó mà người ta không mua, bán đi ra mua ở ngoài xa để dôi ra để ăn tiêu mà. Đấy, rồi đất cát có bán xa. Thế lùi dần cuối cùng là những người ta phấn đấu, người ta có tiền có bạc, người ta mua lại, xong bây giờ cay cú, cay đéo gì. Đặc biệt anh em Cali, anh em Cali bán đi vượt biên lúc đất nước khó khăn, màn trời chiếu đất bán sạch, đi Tây, đi nước ngoài, đi Mỹ sướng. Bây giờ về thấy đất nước đổi mới, cay, cay đéo cái gì. Bây giờ về đéo mua nổi được 1m2 của đường Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi, cay. Ngày xưa chứ, tôi nói thật, ngày xưa tôi thì còn, gia đình tôi có đất cả nửa đường Cộng Hòa luôn, Cộng Hòa Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng nhà tôi chả cần, nhà tôi không còn, chả lắm. Ngày xưa đường Cộng Hòa nó có cái gì đâu anh em,
năm 91 ấy, đường Cộng Hòa nó có cái gì đâu. Đấy, có mỗi cái mấy cái đường bẩn thỉu vậy, xong vài mấy ít nhà ở ấy, có cái gì đâu. Nên chúng tôi không, tôi bảo không, tôi người Bắc tôi ở Bắc, tôi không ở miền Nam, và tôi quê cha đất tổ tôi ở đây. Bây giờ mà tôi ngày xưa tôi tham tí tôi lấy cái đất ở đường Cộng Hòa đấy vậy. Bây giờ tôi giàu to chứ tôi chả cần. Giàu để làm gì? Bây giờ mình thiếu đéo gì đất, thiếu đéo nhà tổ tiên cho, thiếu đéo gì. À. Bố ông là bộ đội à? Đúng rồi, bố tôi là bộ đội. Bố tôi đi từ khi mà chưa đủ cân. Chưa đủ cân. Thế bây giờ mấy anh em ở Sài Gòn, mấy anh em phố cổ cứ bán dần nhà đi. Anh em tỉnh lẻ nó về nó mua sạch. Có đéo tiền đâu, học hành đéo chịu học. Làm ăn thế mẹ, hồi phố cổ ngày xưa là chủ yếu đi lao động xuất khẩu. Có tiền đút lót đút riếc rồi đi lao động xuất khẩu với đất nước nghèo mà. Bố tôi ngày xưa công tác ở trong đấy. Thế sau đó là nhà nước ấy, Bộ Quốc phòng cấp cho hẳn cái đất ở đường Cộng Hòa, nhà bố tôi trả lấy. Bố tôi không, không, nói chung là nhớ vợ thương con thèm thịt chó, cho nên về Bắc không ở đấy được. Hết công tác của bố tôi về. Nên tôi nói thẳng luôn, chả có gì, chả hiểu kiểu gì. Ê, thì tôi nói đấy là sự thật thôi. Thế các bạn cứ để ý và xem, các bạn cứ về đến tất cả anh em ở Sài Gòn ngày xưa, bây giờ là bán lủi hết rồi. Cứ có tiền là bán lủi sạch, bán trong lủi, lủi và đi xa, đi xa xong bây giờ đi xa nó phát triển lên lại bán cái lủi và tiếp lủi sâu tiếp. Ê, thế khổ thế. Thế thì bán cho ai? Bán cho những người Việt Nam chứ bán cho ai? Những người người ta có chí tiến thủ, có chịu khó học hành, chịu khó làm ăn, chịu khó tích lũy thì ta mua thôi. Phố cổ bây giờ anh em bán toàn 50 tỷ, 100 tỷ. Các anh em tỉnh lẻ nó mua phát một. Nó chả góp, chả kiếp đéo. Nó mua phát một, nó xây khách sạn, nó cho thuê. Nó mở nhà hàng. Còn anh em phố cổ đều chui vào trong ở, hoặc là đi ra chung cư. Sau là đi chạy ra bên cái chỗ, đi ra chỗ các cái vấn đề như vùng ven đấy. Ngoại thành ở thôi. Thế đời con đời cháu chả chịu học hành gì cả. U ớ vậy thôi, cờ bạc. Ngày xưa thì cái lớp lớp trước ấy thì là đi lao động xuất khẩu bên Đức, bên Tây, đúng không? Gửi về được ít quạt điện, bánh xà phòng, gửi về được cái đài radio chẳng hạn. Đấy. Thì đấy đấy, thì là hoành tráng, đúng không? Nhưng mà sau này thì bây giờ có những ông ở bên kia 30-40 năm về bây giờ chả có gì, trên giang dưới giái vậy thôi. Trên giang dưới giái, có ông mua được căn chung cư, có ông mua được miếng đất nhỏ nhỏ vậy thôi, chứ còn vợ con có khi nó cũng chả theo. Có ông lấy vợ Tây thì vợ nó đếch về, con cái thì nó cũng chả biết tiếng Việt. Đấy, nói chung đó là như vậy. Thế tôi nói thẳng, chứ các anh em không chịu khó phấn đấu, không chịu khó tích lũy, không chịu khó làm ăn thì các anh em tự đào thải ra khỏi xã hội thôi. Đặc biệt bây giờ đất nước đang nở hoa rồi, đang tiến lên rồi, đang phấn khởi như vậy. Mà hay nữa là cái câu chuyện là quốc tế nó đang hỗn loạn, thế giới đang trở lên là đảo điên rồi, thế giới đảo điên. Đấy, thế giới đảo điên như vậy mà anh em không tranh thủ. Đấy, ví dụ như mấy anh em gọi là than gỗ nén đấy, vừa rồi kiếm về mấy tỷ đô, đúng không? Gỗ nén kiếm về mấy tỷ đô, tội gì? Có bao giờ mình nghĩ rằng cái viên nén gỗ mình kiếm được tỷ đô đâu? Thế là các cụ câu các bà chúng ta lại phù hộ cho chúng ta, chúng nó đánh nhau chúng mình lại là cơ hội, chả sao cả. Và ngay đúng như là cầu được ước thấy. Cái ông Đét ấy, ông nói là đánh nhau có thể nhiều thập kỷ. Đúng là điều tôi mong ước. Đời tôi chỉ mong ước đánh nhau ở châu Âu. Đừng đánh ở châu Á, đừng đánh ở Biển Đông là được. Làm sao đừng đánh ở Biển Đông, đừng đánh ở Đông Nam Á là được. Còn châu Á, chỗ Hàn Quốc với cả Nhật, từ Triều Tiên với Nhật Bản cứ đánh nhau, chả sao. Bọn nó ít bị đánh nhau, cứ để cho nó đánh nhau, nó quen dần thì nhé. Đánh nhau cho nó quen. Càng đánh nhau càng tốt. Bây giờ châu Âu đánh nhau với sướng. Nền kinh tế Đức đầu tàu của châu Âu hiện nay là âm 0,3%. Mẹ tập khoái. Nền kinh tế 4.000 tỷ đô, gần 4.000 tỷ đô. Ngày hôm nay âm do tăng trưởng âm 0,3%. Năm ngoái âm 0,2%. Năm nay âm tiếp. Quá tuyệt vời luôn. Cứ âm đi. Nước nhiều tiền, giàu bao nhiêu năm rồi. Công trình xây dựng tốt hết rồi, đa nguyên đa đảng có cả rồi. Cái chuyện âm là chuyện bình thường thôi, có gì đâu. Tiền mẹ đầy đi còn bơm cho UK được. Cờ Leopard 2, Leopard 3 thiết đéo còn bơm được. Thì có đéo gì mà sợ gì, đúng không? Bây giờ kinh tế âm thì mình phát tiền cho dân nó đi chơi, chả sao cả. Cứ phát tiền cho dân nó đi chơi, dân nó đỡ phải làm ăn. Lạm phát, nguyên nhân ngày hôm nay rồi. Phân tích, bình luận. Nền kinh tế Đức đầu tàu của châu Âu hiện nay đang về khủng hoảng về mặt kỹ thuật rồi. Mình bảo tốt, thế sao nó không khủng hoảng? Sao không khủng hoảng trước ngày 24 tháng 2 ấy? Trước cái ngày mà xung đột giữa UK và Nga đấy, vậy
sao anh em không khủng hoảng trước đi, anh rồi cũng sẽ khủng hoảng. Đương nhiên anh khủng hoảng thì là anh em yên tâm, cái đám tư bản ấy, cái đám tư bản tài phiệt và đám hoàng gia là không đứa nào nó chết cả. Bọn hoàng gia với cả bọn tư bản, bọn tài phiệt không đứa nào nó chết cả nhá. Chỉ có dân dân ở giai cấp vô sản thì nó có vấn đề thôi, chứ còn mọi thứ là anh em nó tốt cả nhá. Đặc biệt là cái giai cấp gọi là cái chỗ hoàng gia là lúc nào cũng tuyệt vời, lúc nào cũng bứt bật bật tơ mảnh mảnh. Anh em đến đâu có phải đóng thuế mấy đâu, đâu đâu có phải đóng thuế đâu. Thậm chí được quốc tịch nó còn chả cần. Chứ Minh Tiến nói tào nao, đừng có nghe. Tào nao là gì anh? Không học chính tả à? Chính tả sao kém thế? Tào nao là tào gì? Cứ vào đây bình luận thì cố gắng chính tả nó chuẩn tí nhá. Chứ còn tham gia vào đây bình luận thì có ý, nó phải chuẩn chuẩn tí chứ hả? Ừ. Cậu sinh trước giải phóng hay sau giải phóng mà nói đúng vậy? Dạ nhà cháu ơn rời các bác các cô các chú là chiến tranh nó dừng trước. Chứ nếu mà chiến tranh kéo dài cháu có khi cháu cầm súng cho đánh nhau chết mẹ rồi. Súng ơn các bác các cô các chú đã có cái cuộc chiến dừng trước năm 1991. Đúng rồi, năm 90 mới dừng. Còn cái chiến trường khốc liệt năm 75 thì cũng mong là với cả năm 78, 79 thì cũng may là các bác các cô các chú hồi đấy cháu còn nhỏ, chứ là không bị không cầm, không phải hứng hòn tên mũi đạn. Chứ mà chiến tranh kéo dài thì có khi chúng cháu cầm súng chiến đấu chết mẹ rồi, mà khả năng là cũng không sinh ra nổi, chắc gì bố cháu đã còn sống. Thế nên thì cũng cảm ơn, tôi vẫn biết ơn những người đã hy sinh để bảo vệ nền độc lập hòa bình của Tổ quốc. Luôn luôn là như vậy, luôn luôn là như vậy, không bao giờ được phép vô ơn với họ. Vì chỉ có họ dừng chiến tranh thì chúng ta mới có được cầm bút đến trường thôi. Chỉ có họ như vậy mình mới ngồi đây với gái gú với tơ mảnh mảnh thôi. Chứ nếu chiến tranh kéo dài thì bây giờ nó lại vẫn tiếp tục đánh nhau, vì chúng ta vẫn phải cầm súng bảo vệ Tổ quốc thôi chứ sao. Không còn cách nào khác. Có những cuộc chiến bắt buộc thì chúng ta phải làm. Thì cháu sinh sau đẻ muộn, nhưng cháu thấm nhuần lời dạy của cháu ông vậy thôi. Và luôn biết ơn họ. À, có quan điểm chính trị và quan điểm về lập trường nó rất rõ ràng. À. Ông cha mình bảo vệ được cái nền độc lập hòa bình bình yên để cho con cháu đến trường. Nhưng mà nếu mà con cháu đến trường mà để con cháu không chịu học, học ít chọc nhiều thì cũng chết. Hay là diễn biến hòa bình trong giáo dục cũng chết, cũng chết. Đấy, cũng mệt. Rồi sau này con cháu mình tự trả giá thôi. Ngày hôm nay Ukraine là hoàn toàn bị trả giá bởi cái việc trắng trong tư tưởng, trắng trong tim và trắng trong hành động. Đặc biệt là gọi là chủ nghĩa vô ơn. Vô ơn với cha ông mình thì là chết rồi. Chính là vong linh của những người đi trước họ sẽ vật chết cái đám này. Yên tâm. Và đám này không có đám nào ra hồn đâu mà. Các bạn cứ yên tâm. Điều đó là điều chắc chắn xảy ra. Không thể nào mà đưa cái chủ nghĩa vô ơn vào xong là bắt đầu là giáo dục cho con trẻ được. Và cuối cùng là bây giờ chính chúng nó trả giá thôi. Thế nói câu chuyện về chỗ ông Đét hôm qua phát biểu. Đúng như những gì tôi ao ước, mong ước là cố gắng đánh nhau lâu vào. Nếu mà lan rộng sang được thì tốt. Nhưng mà không lan được thì cứ cầm trịch như vậy. Tự chúng nó loạn thôi. Cứ kè hẹ chúng nó loạn. Chứ cối bổ rích nó với... Đám này sẽ bước theo con đường Việt Nam Cộng Hòa, chính xác. Anh nói chính xác. Rút oxy là hết thở. Nó khác đéo bị Covid đâu mà anh. Bọn này nó không khác gì bị Covid. Khi nào mà bị rút oxy là nó hết, nó không thở được, nó tắc tử. Mà các cụ nói vọng ngoại tắc tử. Tắc tử chắc luôn ấy. Anh em cứ yên tâm, mình có cần gì mình phải đau to búa lớn đâu. Tự chúng nó sẽ tắc tử. Chị mẹ nó sao là không giữ được cái này, giữ được cái này, bực hết cả mình. Tớ rất là khoái cái chỗ ông Đét ấy. Ông nói là đánh lâu vào. Mà không cần đánh lâu đâu, chỉ cần cấm vận lâu thì là sướng rồi. Bây giờ chỉ cần cấm vận thật lâu là đã quý lắm rồi. Tôi có ý kiến nhưng ông mà văn hóa thấp, xin đừng viết những bình luận. Xin tội vâng. Không, nhưng mà thôi thì họ cứ để họ viết để mình biết họ văn hóa như thế nào. Yeah. Tôi thật sự là tôi không đánh giá cao những người mà chính tả mà còn ú ớ đâu. Tiếng Việt không tôn trọng, học hành đến cái ngôn ngữ bản địa của mình còn không thạo thì tôi thấy là tôi không đánh giá cao. Tôi không khinh họ đâu nhưng mà không đánh giá cao lắm. Nhận thức như vậy là yếu, quá yếu. Đến cái ngôn ngữ của mình, ngôn ngữ của mẹ đẻ của mình
tiếng mẹ u cơ của mình, đúng không? Mà còn ú ớ như vậy thì làm sao mà nói chuyện cái gì ở đây? Nhận thức quá yếu, mình không không muốn nói. Nói ra nó mất thời gian của mọi người. Cụ này chưa vẫn uống cà phê được, chả có gì, đừng nói mấy câu bình luận đấy làm gì. Mấy câu bình luận cà phê giải quyết gì đâu. Nói chuyện đào xã hội cho vui vui đi, để chơi, nói chuyện. Thì đúng như những gì mà anh em mình đã, tôi đã live stream rất là nhiều, live stream nói về câu chuyện chỗ U và Nga. Phệt nhau cố gắng lâu. Nếu Nga mà dừng trận đấu này sớm thì thất bại. Thứ nhất là khối BRICS chưa kịp hình thành, đồng tiền chung chưa có, hoặc là cái khối BRICS nó chưa được đông. Ngày hôm nay là 21 nước đang xin gia nhập. Đấy, thứ ba nữa là con đường vành đai con đường của Trung Quốc cũng chưa hoàn thành xong. Thì trong vòng một thập kỷ tới thì chắc chắn là con đường vành đai của Trung Quốc nó sẽ hoàn thành, con đường tơ lụa mới đấy, nó sẽ hoàn thành. Đặc biệt là khối BRICS sẽ hoàn thành. Rồi các cái khối thương mại liên quan đến ví dụ như SOC đấy của Thượng Hải này, rồi cái khối Trung Á nó sẽ hoàn thành. Và lúc này thì 10 năm sau thì đồng tiền đô la nó sẽ như thế nào thì các bạn sẽ tự động dần dần sẽ hiểu. Sẽ hiểu thôi. Đấy, thì cái nước nào nó đang lo ngại thì nó kệ nó. Còn là cái việc mà càng cấm vận càng tốt. Theo tôi là cấm vận lúc này là càng tốt. Cứ cấm vận cật lực. Đừng có bỏ cái lệnh cấm vận. Châu Âu làm sao mà không bỏ lệnh cấm vận càng tốt. Có thể leo thang dài dài ra tí tốt. Mà không cần leo thang được, cứ cắt bụp vậy thôi, kéo dài. Còn cứ làm sao mà chỉ cần cái môn phái gọi là cấm vận càng nhiều càng tốt. Giống như Đức ngày hôm nay họ tự nói rồi. Thứ nhất là họ khủng hoảng bởi các cái thứ nhất là nguồn năng lượng. Đầu tiên là năng lượng khiến cho là giá năng lượng cao và khiến cho mọi thứ nó lạm phát. Và đặc biệt là ảnh hưởng của Covid. Sau đó là ủng hộ hình ảnh của cuộc xung đột này. Thì nước Đức đã tăng trưởng âm như vậy thì cũng quý hóa thôi. Họ có mấy nghìn tỷ, bây giờ họ phải dùng các cái biện pháp gọi là bơm tiền vào nền kinh tế. Đấy, chắc chắn là họ phải bơm rồi, họ phải cứu các cái doanh nghiệp. Bây giờ họ phải bơm. Thứ nhất là phải giảm thuế cho người dân, bởi vì người dân làm gì có tiền mà đóng. Giảm thuế cho người dân. Đấy, giảm thuế đi để cho người dân đỡ khổ. Bây giờ giảm cả điện cả nước miễn phí hết cho dân đi. Thì nó đỡ thôi, có gì đâu. Thì tiền nhiều để làm gì, tiền nhiều để cho dân chứ để làm đéo. À, nhưng mà cái đám tài phiệt nó có đồng ý không mới là quan trọng. Thứ hai là tăng lương. Bây giờ tăng lương thì không có gì cả. Không tăng lương nổi. Hàng trăm thành phố nên đứng lên biểu tình đòi tăng lương, nhưng nó không, bọn nghiệp đoàn hay tài phiệt nó không chịu đâu. Bọn tài phiệt là sao nó chịu chấp nhận. Mà nếu mà đánh nhau càng lâu càng tốt như này thì các cái tập đoàn lớn, các cái doanh nghiệp của Đức hay của Pháp thì là cái miếng mồi béo bở cho Trung Quốc. Các cái tập đoàn lớn của Trung Quốc sẽ mua lại. Trước hết là nó mua cổ phần, sau đó nó mua Đức. Và ngày hôm nay là khả năng là Trung Quốc sẽ ngả giá mua dần thôi. Đấy. Và làm sao với Trung Quốc với cả Nga làm sao mà liên minh lại, làm sao mà để cho châu Âu nó cấm vận Trung Quốc nữa thì quý hóa quá. Thế thì châu cấm vận được Trung Quốc xem hàng hóa tiêu dùng các thứ nó tính sao. Năng lượng năng nước thế nào. Đấy, sản xuất ra các cái công nghệ lõi ra làm sao. Nó thiếu một số món ăn thì nó làm kiểu gì. Thì đấy cũng là cái quý. Nếu không làm được thì mệt lắm. Nhanh quá. Sao? Có anh em nào vào đây không? Có anh em nào? Cái gì vậy? Đấy thì đúng ý tôi thôi. Tôi rất là thích cái câu chuyện này. Và chắc chắn là sẽ xảy, nó phải xảy ra như vậy. Không thấy anh Ba Que nào vào, có anh Ba Que nào vào không? Sao Nga thăm Việt Nam đột xuất? Nga thăm Việt Nam hay là Ấn thăm Việt Nam hay Mỹ, Trung Quốc thăm Việt Nam là chuyện bình thường. Có vị Việt Nam, họ cần Việt Nam thì họ đến thôi. Chả sao cả, ông có chai giò, ông có cần giò thì bà thò chai rượu thôi. Còn Việt Nam thì càng lợi. Bây giờ là nếu mà khủng hoảng ở châu Âu càng lâu thì càng tốt, bởi vì các doanh nghiệp này nó sẽ té dần sang các nước khác, nó không chịu chết. Thì nếu như vậy thì nó sang Việt Nam mình thì quý hóa quá. Cứ sang Việt Nam mình tốt, bởi Việt Nam mình là chơi đa dạng mà. Đa dạng mà. Không, nước Mỹ là sao vỡ nợ được anh? Nó nâng nợ công lên vỡ nợ sao được anh? Nước Mỹ không vỡ nợ đâu các anh. Nước Mỹ không vỡ nợ đâu các anh, đừng có hỏi thăm cái câu chuyện vỡ nợ của Mỹ. Nó nợ bằng tiền của nó mà anh. Không có thằng nào vỡ nợ bằng tiền của nó đâu. Không có đâu. Nó chỉ tăng trần nợ công lên thôi.
tăng lên khoảng 38, hiện nay 31.400 tỷ thì tăng lên khoảng tỷ mấy nữa, 8 tỷ tư nữa, tăng lên khoảng 8 tỷ tư nữa là xong. Mỹ sao vỡ nợ được, nó nợ bằng tiền của nó vỡ làm sao được. Bây giờ các bạn nợ bằng tiền của tôi sao tôi vỡ được. Cái khốn nạn nhất là nó đi mua hàng của người khác, nó không trả, nó trả bằng trái phiếu và nó bảo nó nợ công. Chứ nó cứ là mua quyệt ấy, dạng mua chịu ấy, vỡ nợ sao được. Các bạn đừng có nghe luyên thuyên, nó vỡ nợ thì hệ thống chứng khoán cái thứ nó chết à, bọn tài phiệt nó chết à, cái mất giá là chết thì nó sao có chuyện. Nợ bằng tiền của nó có cái gì mà phải nghe, các bạn toàn nói linh tinh, không có chuyện đấy đâu. Nó chỉ vỡ nợ khi nào mà đồng tiền đấy nó không tiêu ở trên thế giới nữa, nó chỉ tiêu ở một số những cái nước làm ăn với nhau thôi thì được. Nó một nước duy nhất trên thế giới là vay bằng chính đồng tiền của mình mà. Một nước duy nhất trên thế giới vay nợ bằng chính đồng tiền của mình mà nó có vay đâu, nó đâu có vay. Nó chỉ đi là khi mình bán hàng hóa cho nó không trả tiền thôi. Mình bán hàng hóa cho nó không trả tiền, nó bảo là tao trả mày bằng trái phiếu. Tao ghi lãi cho mày chứ tao không trả tiền. Thấy không? Tức là nó gọi là gì đấy, gọi là kiểu đấy, mua quỵt ấy. Nó cứ thế làm đéo đó, làm gì nhau, thích đánh nhau thì đánh. Nó có gì đâu, nó chỉ là thành một hình thức mới của bóc lột thôi. Chẳng qua các bạn không hiểu, nó dùng cái từ hoa Mỹ cho nó mượt thôi chứ. Đúng không? Các bạn không hiểu. Mà tôi nói thật với các bạn ấy, là những người ở Mỹ, đặc biệt là những công dân Mỹ, tôi không hiểu các bạn ủng hộ Mỹ ở cái gì. Trong khi đó toàn bộ những cái đồng tiền các bạn kiếm được, các bạn đóng thuế rất nhiều cho nước Mỹ để nước Mỹ nó tiêu. Thế các bạn có được tiêu mấy đâu. Bây giờ các bạn ở nước Mỹ nhá, tôi hỏi thật các bạn ở nước Mỹ, các bạn đang sống ở nước Mỹ và làm việc cho Mỹ, nếu như các bạn không phải đóng thuế thì cái tiền mà nó dư ra mỗi năm của các bạn là bao nhiêu? Nếu như các bạn không phải đóng thuế thì xem các bạn xem nó dư ra bao nhiêu. 3 triệu người đang ở Mỹ đấy. Cái tiền các bạn đóng thuế xong nó mang đi đầu tư quân sự, mỗi lần nó đi thăm công du nước khác nó mang đi 1.000 người để nó chi ngân sách. Đấy là tiền của các bạn thôi. Nợ công bây giờ cũng là các bạn đóng để các bạn trả thôi. Các bạn làm thuê cho Fed mà. Toàn bộ chính phủ Mỹ hay là công dân Mỹ đều làm thuê cho Fed hết. Cái một cái công ty tư nhân vậy. Tại sao các bạn chấp nhận? Tôi đố các bạn đòi hỏi được cái tiền giảm, cái các bạn đòi hỏi được cái giảm thuế đấy. Mà Việt Nam không cần đòi hỏi vẫn giảm thuế giá trị gia tăng. Vẫn giảm thuế, chả cần dân đòi hỏi đéo, tự điều tiết chính sách vĩ mô. Mà các bạn giàu có nhất thế giới các bạn. Giàu có tại sao lại không đi làm việc 4 ngày một tuần? Hoặc sao không nghỉ hưu sớm? Các bạn thử xem. Tôi đố các bạn chỉ được. Tôi đố các bạn chỉ. Nếu như một năm các bạn không đóng thuế nhà, thuế đường, tất cả các loại thuế ở Mỹ các bạn khai, thì các bạn dư ra bao nhiêu? Thế sao giàu thế đóng nhiều ấy? Làm nhiều đấy. Cho các bạn chả hiểu biết gì, các bạn cứ wow ớ đi cầy vậy thôi chứ. Ngoan như chó cún vậy thôi chứ. Chào anh Johnny Fan. Đấy thằng Johnny Fan ấy. Mấy chục năm bên Mỹ có thằng có cái gì đâu, trên hai vai vẫn là dòng sổ nợ chứ có cái đéo gì đâu. Thế nói thẳng luôn thế cho nhanh, chẳng qua các bạn không hiểu. Các bạn có phải là giai cấp tư bản đéo đâu rồi. Các bạn là công dân Mỹ nhưng mà các bạn ở vào giai cấp vô sản cơ. Chứ các bạn được gánh, đẻ ra các bạn đã gánh nợ rồi. Lớn lên các bạn đã gánh nợ rồi. Nhưng mà các bạn cứ tôn thờ, tôi đéo hiểu các bạn nghĩ gì luôn. Từ cái nhà các bạn nợ, cái xe các bạn nợ. Cái nhà các bạn nợ, cái xe các bạn nợ. Nhưng các bạn tôn thờ cái chế độ đấy. Và chế độ đấy nó bóc lột các bạn là tận xương tủy. Đồng thuế nào các bạn không thoát được. Thế không hiểu tại sao các bạn lại đây là các bạn cứ tôn thờ là sao? Trong đó người dân Việt Nam lại để mở mã số thuế ra đóng được bao nhiêu đâu. Kinh doanh thì đóng thuế môn bài. Thuế thì dân thì thuế thu nhập cá nhân dân được bao nhiêu đâu. Thậm chí mắt nhắm mắt mở. Đó. Đúng không? Còn các bạn đóng cả thuế đường bộ, thuế trường học, thuế nhà thờ, thuế cầu vượt, đóng đủ thứ trên đời. Dân Việt giàu hơn dân Nhật hả? Ép thua. Dân Nhật nào? Dân Việt giàu như dân hơn Nhật nhưng dân Việt nào và dân Nhật nào? Bạn nói câu đấy nó không đúng. Bạn nói câu đấy không đúng. Bây giờ phải hỏi là dân Nhật nào? Dân lao động, dân làm việc hay là tỷ lệ? Bây giờ tôi chả biết giàu hay không nhưng mà người dân Việt Nam chắc chắn là sổ đỏ nhiều hơn là người dân Nhật. Người dân Việt Nam sở hữu nhà là nhiều hơn người Nhật. Người Nhật là chắc chắn là thuê nhà nhiều hơn.
ở trọ thuê nhà nhiều hơn. Đấy, còn dân vô gia cư ở Nhật khoảng 25.000 người đang ở Osaka, các bạn có thể sang ngay dưới tòa thị chính Nhật Bản ở Tokyo cũng có vô gia cư đây. Thế thì nếu mà dân đấy so với những người ở Việt Nam này thì Việt Nam cũng không có chục nghìn người vô gia cư như vậy. Nếu muốn so sánh thì so sánh dễ thôi, so sánh cùng thứ nguyên. Chứ còn nếu mà so sánh theo cái kiểu phát một thế nó vô lý lắm, nó chả ra đâu vào đâu cả. Thứ hai là dân Nhật nó có đâu có nghĩa trang như chúng ta, dân Nhật nó đâu có cấm vận 21 như chúng ta, 21 năm như chúng ta. Thu nhập bình quân, nhưng mà tiền thu nhập bình quân thì Nhật nó cao hơn nhiều chứ bạn. Nhật nó 60.000 đô la một đầu người cơ mà, dân Việt Nam chỉ có 100 triệu một đầu người thôi. Nếu mà tính thu nhập bình quân thì thứ nhất là về thu nhập bình quân của Việt Nam là không chuẩn, làm sao mà chuẩn được. Chả có nước nào mà 100 triệu một năm mà đi du lịch với cả nhà nào cũng có sổ đỏ, nhà nào cũng xe cộ mua một phát một. Trong cái đó bên kia vẫn được bán đồ cũ đầy. Các bạn đang sang Nhật xem các cái cửa hàng đồ cũ nó đầy. Thế tại sao dân giàu phải dùng đồ cũ? Tại sao nước giàu phải mua nhà trả góp, mua xe trả góp và đi thuê nhà? Bạn trả lời tôi rồi nè. Ai đang làm thuê cho Nhật đi? Ê. Minh Tiến phân tích tại sao công nghệ của tư bản phát triển hơn xã hội chủ nghĩa. Chưa chắc, xã hội chủ nghĩa Liên Xô nó vẫn mạnh chứ ạ. Đấy là anh nói về phần bề nổi thôi. Liên Xô là phát triển hàng đầu về công nghệ đấy chứ. Ngay cả cái sạc pin điện thoại này Liên Xô nó phát triển ra đấy chứ. Vào vũ trụ là Liên Xô đấy chứ. Trung Quốc công nghệ nó cũng phát triển mạnh đấy chứ. Anh nói thế là anh nói không đúng. Anh chỉ ví dụ một vài nước thôi. Thế bây giờ tôi hỏi công nghệ của Qatar là gì? Công nghệ của tư bản của công nghệ tư bản của Ả Rập Xê Út là gì? À, công nghệ của Haiti là gì? Của Sudan là gì? Của tất cả các nước châu Phi không có cộng sản là gì? Bạn trả lời tôi xem nào. Bạn nói và nên nói sao Liên Xô nó không mạnh à? Liên Xô nó không phát triển, nó không công nghệ nó không mạnh à? Nga nó không công nghệ nó không mạnh à? Phát minh. Thế bây giờ tôi hỏi các bạn ấy, bây giờ công nghệ in là Trung Quốc nó phát minh rồi đấy. Kể cả cái la bàn của Trung Quốc nó phát minh rồi đấy. Tại sao? Tôi nói thế nó không đúng, không hẳn đâu. Các bạn chỉ đưa ra vài cái ví dụ thôi, chứ còn chưa đủ đâu. Nhìn nhận nó chưa đủ đâu. Các bạn hiểu không? Không có la bàn làm sao mà tìm ra châu Mỹ. Rồi ngành in ngày hôm nay. Đúng không? Các bạn nghĩ cái gì? Và thứ hai nữa là bây giờ các bạn biết là có 4 nước thì 2-3 nước bị cấm vận. Cấm vận thì làm sao phát triển được? Thế Việt Nam tôi đang nghiên cứu đầy đấy thôi chứ thiếu gì đâu. Sao không có? Nhưng mà trước khi nghiên cứu thì phải có cổ ăn cổ để đã. Đất nước trải qua ngàn cơn bóp giấy mẹ phải thọt lên cổ như vậy. Thế tư bản Thái Lan ấy nó nghiên cứu ra cái gì? Tư bản Philippines nó nghiên cứu ra cái gì? Cái khinh khí cầu của Trung Quốc nó đang bay vờn vờn đấy. Tàu của Trung Quốc ấy, tất cả các cái thứ công nghệ xuyên đào hầm cầu vượt biển Chu Hải đấy, nó sang Hồng Kông đấy là cái gì? Hệ thống cao tốc vượt cao tốc trên cao cầu cạn của Trung Quốc đó là cái gì? Nói các bạn mặc định các bạn ghét đi, các bạn có cái tư duy gọi là lệch lạc đi. Chứ còn thằng Mỹ nó đều nó sau khi chiến tranh thế giới thứ hai nó thừa hưởng lại. Giấy mực cũng từ Trung Quốc, dạ, la bàn của Trung Quốc. Ngành in ấn vải này lụa nó của Trung Quốc ở đâu? Đúng không? Việt Nam nghiên cứu đầy sao không? Nhưng mà vấn đề là mình đang ở một cái nước nghèo còn lạc hậu và xuất thân của chúng ta là nước nông nghiệp. Thế là sao nghiên cứu cái gì? Các bạn cứ đi suy nghĩ cái chuyện đấy. Mình thừa hưởng cho nó nhanh. Đúng không? AK thằng nào nghiên cứu nhỉ? Nói các bạn toàn vài ba cái nước đi ăn cướp, vài ba cái nước từ hùng vẹ về ấy. Tôi hỏi các bạn đây, mấy cái nước tư bản như Na Uy, Thụy Điển nó nghiên cứu cái gì? Đấy, hàng bao nhiêu nước tư bản khác sang hướng cái gì? Có cái gì hay chúng tôi học hỏi là đúng rồi còn gì nữa? Các bạn xem đây, trong chiến tranh, các cái bác sĩ của Việt Nam mình, ví dụ như bác Tôn Thất Tùng, ai nghiên cứu ra cái thuốc ký linh? Penicillin ở đâu? Kìa. Thử các bạn cứ chê đất nước người ta vẽ về trăm cường ngàn cơ cực. Các bạn cứ đi so sánh với cái nước nó chả có cơ cực đéo gì cả. Toàn lũ cướp, đi so sánh thế làm sao mà cùng thứ nguyên được. Bây giờ con nhà nông dân đi so sánh với con nhà đại gia, sau đó đi bảo là thế là mày nghèo. Mà thằng đại gia thì đi ăn cướp, đại gia thì đi cấm vận người khác, bóp giái người khác. Làm sao so sánh như thế được?
Em cái thằng Mỹ khi mà chiến tranh thế giới thứ hai xong rồi nó các cái anh em ở bên Đức, bao nhiêu nhà khoa học của Đức, của các nước khác, của Ý, nó chui về đấy. Ngày hôm nay các cái chủ tịch, các cái CEO của Mỹ đi, các bạn xem người ở đâu, có bao nhiêu phần trăm người Mỹ, hay là toàn là người Ấn Độ, các cái nước khác, các bạn cứ nói liên thuyên. Thế bây giờ Qatar với cả Ả Rập Xê Út, UAE nó giàu ấy, nó có công nghệ không? Nó giàu, nó có công nghệ không? Thằng Singapore đấy, thằng Singapore là cái thằng mà nước có nhiều bằng sáng chế nhất đấy, nhất thế giới đấy. Hỏi sao nó giàu chưa? Nó nói bây giờ xã hội mở rồi, cứ mở mồm ra nói. Mà đã có nước đéo được xã hội chủ nghĩa đâu mà cứ lúc nào cũng mở mồm ra nói làm đéo. Chứ trên thế giới chả có nước đéo được xã hội chủ nghĩa cả. Bây giờ lúc nào cũng mở mồm ra nói, chưa có nước nào làm được, đạt được. Xã hội chủ nghĩa nguyên thủy làm sao mà đạt được? Nó mút mùa, nhưng mà con đường đấy thì người ta đi, người ta chọn. Người ta chọn là quyền của người ta chứ, làm sao có chuyện ông áp đặt người ta được. Vớ vẩn. Các bạn nghĩ xem có cái nước xã hội chủ nghĩa nào nó top nghèo của thế giới không? Đi theo con đường xã hội chủ nghĩa có nước nào nó top nghèo của thế giới không? Các bạn chỉ, các bạn cứ lên mạng hay đi tìm hiểu 25 nước nghèo nhất thế giới, có nước nào là nước của thể chế đơn đảng không? Đi theo con đường xã hội chủ nghĩa. Nếu các bạn nói rằng là tư bản nó giàu có, nó sung sướng thì tại sao chúng nó nghèo? Tại sao chúng nó nghèo? Chứ còn cái tư bản giàu có kia là tư bản ăn cướp, đế quốc thực dân phát xít. Các bạn không hiểu về bản chất của nó. Mà hiểu tư bản nhất thì chỉ có cụ Hồ. Không, ở người Việt Nam này tôi nói chỉ có cụ Hồ là hiểu tư bản và thực dân nhất. Không có ai hiểu đế quốc thực dân bằng cụ Hồ. Tôi khẳng định cho các bạn. Là sao các bạn đủ trình độ 30 năm sống với tư bản, ở với tư bản? Hiểu là rất là. Các bạn cứ chỉ trả lời cho nó. Trả lời thử thôi. Tôi thích vào đây bình luận cái gì trả lời thử thôi. Các bạn trả lời tại sao UAE nó cái tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ấy, Dubai nó chả có phát minh cái đéo gì sao nó giàu có. Thế đấy. Sang Haiti đấy, sang Iran, sang Iraq đấy. Sang thử chứ. Các bạn chẳng có, các bạn đéo hiểu gì, không chịu đọc, không chịu đi, không chịu tìm hiểu. Các bố cứ tìm hiểu để biết. Chả tìm hiểu thì bây giờ đương nhiên là cái gì nó lệch lạc. Còn hôm qua các bạn bảo này chứ, ở Việt Nam những thằng bưng bô cộng sản mới giàu. Tôi khẳng định cho các bạn, không có một thằng nào ở Việt Nam hay một quốc gia nào trên thế giới mà chống lại thể chế chính trị mà giàu có cả. Tôi đố các bạn tìm ra một người nào, một doanh nghiệp nào ở nước ngoài mà chống lại chính phủ mà giàu có được. Ở Việt Nam cũng vậy. Tôi đố các bạn tìm ra được một người nào ở Việt Nam mà chống đảng, chống nhà nước, chính phủ Việt Nam mà giàu có được, mà hạnh phúc được. Thì ở Mỹ cũng vậy thôi. Tôi không thấy một doanh nghiệp nào của Mỹ nó đi nó chống chính phủ Mỹ mà nó giàu có. Chống lại đảng Cộng hòa, chống lại đảng Dân chủ, chống lại chính phủ Mỹ mà giàu. Không một nước nào cả. Thế là các bạn chỉ thế nào? Các bạn hiểu thế nào là từ bưng bô? Các bạn chỉ cho dân người ta học là chống lại đảng nhà nước giàu có. Các bạn chỉ để cho dân người ta học. Thế tại sao các cái chính phủ đi sang các nước làm ăn thì toàn mang doanh nghiệp đi làm sao? Ví dụ như vừa rồi ông bộ ngoại trưởng Mỹ sang thì là mang đi bộ 52 doanh nghiệp sang. Thì đấy là bưng bô chính phủ Mỹ đấy chứ còn gì nữa. Vừa rồi Nga sang 40 doanh nghiệp sang, nó bưng bô chính phủ Nga đấy còn gì nữa. Các bạn chỉ cho ở Mỹ, ở Nga, ở Đức, ở Việt Nam một doanh nghiệp nào, một công dân nào mà chống lại chính phủ mà giàu có không? Trả lời thử tôi nghe. Để dân ta học. Ta đố mới tìm được. Hiểu về bản chất chứ đấy. Thế mà không hiểu kiểu bản chất à? Trả lời thử thôi. Ta tìm xem có thằng nào nó trả lời được không để ta đi ta học hỏi. Ta viết sách. Bố chúng mày bị ngáo chúng mày thế chứ. Ta đố chúng mày tìm được một quốc gia nào và doanh nghiệp mà chống lại chính phủ mà giàu có được. Để xem chúng nó nói cái gì, anh em nói cái gì. Chứ còn bây giờ đánh nhau lâu là tao mừng lắm. Thế cứ trả lời đi. Chứ đéo phải nói nhiều. Chưa xuất hiện đi ta xem nào. Còn thằng nào thích chống ta dẫn đi chống. Tao có sách trắng rồi đấy. Tao có sách thì chỉ cho chúng mày cách chống rồi đấy. Cho chúng mày giàu.
ta có sách cho chúng bay giàu rồi đấy, ta chỉ cho cách chống. Thế tuyệt vời luôn đấy chứ. Nhỉ, các cụ nhỉ. Gái gú không chịu chen, mộc tồn không oánh nhau. Nói thử cho chúng tôi nghĩ cái gì. Thế ta trả lời, thử phát một, ta hóa xem là có thật. Để cho dân ta học hỏi. Cảm ơn 1.600 người đang theo dõi. Cảm ơn các bác, các anh chị. Em muốn hỏi cái là có bạn nào bạn ấy trả lời không? Bác quay sổ lá vào đây. Mấy cái thằng này nó bị dắt mũi bởi truyền thông phương Tây thôi. Nó có biết cái gì đâu, cứ để cho nó nghe. Cứ vào đây nghe, không cần chửi nó. Cứ chào đón cần lực vào. Cứ chào đón cần lực vào. Anh em cứ vào đây xem có ai không. Cái ông hỏi giấc ma ngáo quyền lực. Giấc ma giàu lên là nhờ chính sách của Trung Quốc chứ. Giấc ma giàu lên là không có chính sách của Trung Quốc làm đéo có chuyện giấc ma ngày hôm nay. Mẹ mà Trung Quốc nó không cấm Amazon với eBay, nó không cấm các nền tảng mạng xã hội, giấc ma làm đéo có cửa ngày hôm nay có Alibaba. Không bao giờ có đâu. Giấc ma nó nhờ chính sách chứ. Đằng sau đó một cái là chính sách nhà nước, đảng và nhà nước Trung Quốc nó hỗ trợ cho chi. Cũng kiểu như ông Vượng ấy. Bây giờ giàu lên nhờ chính sách chi. Không có chính sách của đảng và nhà nước là sao các ông giàu được? Giàu bằng mắt. Ở bên nước ngoài mang về được tỷ, vài tỷ đô, về đây lên chục tỷ đô. Không nhờ chính sách của đảng và nhà nước thì nhờ đâu ra. Ăn cướp ra. Thách kẹo luôn. Không có chính sách là sao mà làm được. Thằng giấc ma cũng vậy thôi. Mẹ mày, nó cho Amazon vào nó quấy đảo, nó cho Facebook, cho các thứ vào nó quấy đảo, cho có vào làm bằng cứt, làm đéo có chuyện đẻ ra mạng xã hội, kể cả Tencent. Nó phải chính sách chứ. Ngày xưa Hòa Phát thế, mẹ không nhờ chính sách của nhà nước mình làm sao Hòa Phát trụ được. Không đánh thuế cao thép của Trung Quốc vào làm sao mà Hòa Phát trụ được. Bố cứ làm thì bố giỏi lắm, giỏi đéo gì. Hồi mua cái nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo mấy triệu đô, 1.8 triệu đô chứ mấy. Không có chính sách mở đường, điện đường, trường trạm, không có chính sách phát triển chung. Tạo ra cơ chế thì các bạn mới giàu được chứ, đào đâu ra. Các bạn vua thì các bạn mất dạy. Mà không có cái người dân Việt Nam lấy đéo đâu ra mà giàu. Khách hàng của ông Vượng toàn người dân Việt Nam chứ ở đâu. Toàn dân ta ấy, nhân dân mình, tiền trong dân ấy, người của dân mình ấy chứ ai. Thế phải biết ơn dân là đúng rồi. Anh ấy sống trước sống sau là đúng rồi, anh trả lại. Anh đang nói là anh làm cái gì cho đất nước là đúng. Làm cái xe là anh làm cho đất nước là chính xác. Là anh làm cái thương hiệu mang tính biểu tượng của một quốc gia. Còn mấy cái thằng ngáo thì nói mà đéo. Các bạn cứ thử nghĩ xem. Có một cái nước nào nghèo nó đi sản xuất ô tô, nó bán ở Mỹ với ở châu Âu. Có nước nào nó nghèo mà nó đi sản xuất ô xe hơi, nó bán ở nước châu Âu. Nó chứ phải vào đây cãi thử tao cái này. Tao hỏi đúng một câu thôi. Hôm qua tao thấy TikTok ở cái trang của ông Trung Thực 36 ấy. Có cái thằng đó mà nó bảo là ở Việt Nam giàu toàn là bưng bô cộng sản. Đấy, nó nói câu đấy. Bây giờ tao hỏi lại chúng mày này. Những thằng nào mà chống lại chính phủ, chống lại đảng và nhà nước này mà giàu có, chúng mày đưa ra ví dụ để cho nhân dân người ta học hỏi. Và mày hỏi, tao hỏi luôn là tất cả những nước trên thế giới, từ Mỹ, Anh, Pháp, Nhật, có cái doanh nghiệp nào mà nó chống lại chính phủ của nước nó mà nó giàu? Thế mày trả lời thử tao xem. Để tao ngồi tao viết sách trắng. Thằng Trịnh Quốc Huy đúng không? Cái thằng ngu như vậy. Tao hỏi thẳng luôn. Bây giờ tao hỏi lại xem, chúng mày chỉ cho xem ở bên Mỹ có một doanh nghiệp nào nó chống lại chính phủ Mỹ mà nó giàu có không? Ví dụ Boeing nó có chống lại không? Apple nó có chống lại không? Chúng mày bị ngáo à? Hả? Ngáo à? Tao hỏi chúng mày chỉ keep your hand mà chúng mày chưa thèm keep your hand mà dơ lên thì nó bắn chết cụ chúng mày rồi. Mà ngày hôm nay có cái thằng 11 tuổi ở Mỹ gọi 911, gọi là 911 đến. Thế là cảnh sát đã bắn mẹ chết thằng đấy luôn. Bố tổ sư thế. Thế chúng phải xem ra. Chống thử.
tôi đố chúng mày tìm được đấy. Tìm được thì tao viết sách, tao tuyên truyền cho người dân tao. Bé à, chúng mày cứ to mồm với ai, to mồm với tao, tao dập cho không còn cái gì để mà há hốc mồm nữa. Bố mày đã uống cà phê đen thì chớ. Mẹ bố dập cho chúng mày chết cái cụ chúng mày. Hôm qua cái thằng này ở cái trung thực đó. Mấy cái thằng này nó ngáo thật công nhận. Thứ hai là cái câu chuyện Ukraine và Nga ấy. Các bạn hiểu, suốt ngày nó ủng hộ Ukraine. Mình đéo cần phải tranh luận cái gì. Mình hỏi duy nhất là ta hỏi mày, mày có ủng hộ cái loại mà ngồi lên bàn thờ tổ tiên và vô ơn với cha ông không? Nếu nó bảo có thì thua rồi, thì mình tranh luận làm béo rồi được. Những cái thằng mà ngồi lên bàn thờ tổ tiên vô ơn với lịch sử như vậy mà chúng mày ủng hộ thì tao chịu. Tao không hiểu kiểu gì. Cảnh sát Mỹ nó bắn chuẩn anh Tiến nhỉ? Ừ, nó ăn học ăn với bắn. Các bạn cứ đi hỏi câu chuyện Nga U cả. Tôi chả cần biết các bạn nói cái gì đúng sai. Tôi chỉ biết là những thằng nào, kể cả bất kể một thằng nào trên thế giới này mà vô ơn với thế hệ đi trước, vô ơn với lịch sử như vậy, trà đạp lên lịch sử như vậy mà các bạn ủng hộ, tôi xin thua. Tôi không muốn tranh luận với các bạn. Các bạn xem nước Mỹ nó có vô ơn với ông Washington không? Các bạn trả lời xem. Nước Mỹ có vô ơn với ông Washington không? Hay nó đang in trên đồng tiền? Tôi thấy lý luận của các bạn toàn gọi là ngụy biện, cãi cố. Đóng thuế chết mẹ đi, bảo là đóng thuế là niềm happy, hạnh phúc. Đéo có tiền mua nhà, đéo có tiền mua xe, bảo là đây là nét văn hóa nhà người ta. Đi ăn với nhau chia tiền thì bảo là đây là văn hóa người ta, thực ra là đéo có tiền. Tao hỏi thử chúng mày xem chúng mày trả lời nào. Đéo có tiền. Đi tán gái ngủ với nó xong rồi ngày hôm sau ra đi ăn là mỗi thằng chia. Bát mì mày trả, bát cái hamburger tao trả. Thực ra có tiền đéo đâu, thu nhập đéo có. Xong là bảo là người ta như thế người ta mới có văn hóa. Ô tiền sư. Thế tao hỏi cái mày có văn hóa vậy, mấy cái thằng mà tài phiệt ở Mỹ nó đéo có văn hóa. Những cái thằng mà nó cứ mua nhà trả thẳng, mua xe trả thẳng, nó ăn chơi 5-7 biệt thự villa là nó không có văn hóa. Nó không có dân chủ à? Nói toàn ngụy biện, trên răng dưới rái, nói mồm nói phẹt. Nghèo thì nói là nghèo, khó thì nói là khó, đóng thuế nhiều kêu nói là kêu. Đấy, cơ bản đây là người ta happy. Happy sao chúng mày không đi cổ vũ? Thế sao lúc mà được đóng thuế chúng mày không ăn mừng? Chúng mày không mở cái ngày lễ hội đóng thuế ăn mừng, ra đường hoan hô, hôm nay được đóng thuế đủ. Thế chúng mày không ăn mừng thì mở cái lễ hội festival đóng thuế cho dân thế giới người ta ngửa nhìn vào. Nếu mà hạnh phúc thì thằng Trump nó trốn thuế em đéo. Đúng không? Ta chưa thấy chúng mày mở cái ngày lễ hội đóng thuế bao giờ. Toàn đi tìm cách quỵt trốn. Tương tự gái chúng mày còn chơi quỵt thì nói chuyện đéo. Chào anh Kali nhá. Cứ em hỏi phát một đi. Thế từ nãy giờ em hỏi cái câu cơ bản đó chúng nó chưa trả lời nhỉ. Đấy em hỏi tí mấy anh em cơ bản đâu rồi. Có mấy câu cốt lõi các em trả lời tí được không? Nào. Này, tôi hỏi tí được không? Đấy, hỏi mấy câu cốt lõi các em thế nào? Sao đi đâu? Bận lên quận chả hay sao? Bố tiên sư. Đấy. Bắt đây. Ngày hôm nay có tổng thống mới rồi đấy. Vậy. Tổng thống cái chính phủ có 7 người, tuyệt vời. Đóng thuế là happy mà Neymar với cả Messi nó bị ra tòa vì trốn thuế. Trăm ra thỏa, Trăm nó trốn 15 năm. Nên cựu tổng thống Donald Trump của chúng nó còn trốn 15 năm. Đấy, đền có một, sau khi xử xong đền có 1,6 triệu USD. Đấy, tự hỏi chính phủ 7 người. Đây tôi đọc cho anh em nghe là chính phủ. Các anh em chưa biết chính phủ đúng không? Chính phủ của nó đúng không? Đâu vậy nhỉ? Tôi đăng ở trên tab cộng đồng. Chính phủ nó có 7 người. Ba thằng bên châu Âu và hôm nay có một anh ở bên Cali ấy gọi về cho tôi rồi. Tiến đăng cái chính phủ của bọn nó lên ấy, anh tìm hiểu rồi. Có ba thằng châu Âu, ba thằng ở Texas. Còn một thằng là nó cầm đầu là nó ở Cali. Thế thì có 7 thằng thôi. Và bộ trưởng thì nó cho ID lên đấy. Nó dùng ID, nó không để tên, nó có ID bộ trưởng. Bố tiền sử. Tài thật. Đấy, các anh các chị thấy thế nào?
ngày hôm nay bác Tô Lâm ở họp ở, bác Tô Lâm đang họp ở Moscow, bác Tô Lâm bảo đấy chứ, chúng tôi ủng hộ thế giới đa cực. Này, tôi hỏi tí. Này, tôi hỏi tí được không? Này, tôi hỏi tí được không? Thế bác Tô Lâm phát biểu chúng tôi ủng hộ thế giới đa cực như vậy là như nào? Là đấy là hợp lòng Mỹ lắm nhỉ? Sao? Ở Liên Hợp Quốc chúng mình cũng thế. Ủng hộ thế giới đa phương, đa cực. Ngày hôm nay không hiểu sao bác Tô Lâm lại phát biểu này chứ. Hôm nay thì chúng tôi ủng hộ thế giới đa cực sao? Thế là có phải là nó không hài lòng cái chỗ mà đơn cực chị? Cái chỗ mà anh em muốn làm bá chủ đi chị, cứ bảo phải đi vay tiền bằng chính cái đồng tiền của mình ấy nhỉ. Đấy, mẹ đời mình, tôi ước làm sao Việt Nam mình cũng được đi vay nợ các nước ngoài bằng chính đồng tiền của mình nhỉ, thì tuyệt vời luôn. Chào thần tài 6688 nhé, chào các bạn. Chú nghĩ sao về việc Bắc Chính gặp ông Ki nói mấy câu khiến ông Ki câm nín? Chú nghĩ quái gì? Bắc Chính là người được tu luyện. Bắc Chính là người đã làm cho tỉnh Quảng Ninh thay đổi như ngày hôm nay. Và đặc biệt là huyện đảo Cô Tô của tỉnh Quảng Ninh cũng nên biết ơn Bắc Chính. Vì người quyết định, Bắc Chính là người quyết định kéo điện lưới ra đảo Cô Tô để Cô Tô có ngày hôm nay phát triển như bây giờ. Và Bắc Chính đã làm thay đổi tỉnh Quảng Ninh. Thì Bắc Chính là người được tu luyện nhá, có tôi luyện đàng hoàng, thép đã tôi thế đấy. Nó khác với cái tay kia nó hơn chú có tuổi, mà nó nghề chính của nó là diễn hài, thì nó có hiểu gì về địa chính trị đâu. Bản thân của nó cái câu tối lửa tắt đèn có nhau mó nhau nó không hiểu. Nếu mà nó hiểu được cái câu tối lửa tắt đèn mó nhau ấy, thì không bao giờ Ukraine đến ngày hôm nay đâu, không bao giờ đâu. Đấy, bây giờ hàng xóm láng giềng với nhau phải tối lửa tắt đèn, phải mó nhau được thì địa chính trị nó mới ổn định được, hòa bình với trong khu vực được, và người dân mới sung sướng hạnh phúc được, có những cái giây phút lên đỉnh. Thế bây giờ tối lửa tắt đèn không bó nhau thì làm đéo thì có cái chuyện mà lên đỉnh được, chỉ có chửi nhau đánh nhau như chó mèo thôi, đúng không? Đấy, chính xác. Vụ kéo điện mình biết chứ, tôi tìm hiểu với ông Chính thì hơi rõ đâu ra đấy chứ, đúng không? Bây giờ ông Chính có công rất lớn ở Quảng Ninh đấy, cái câu chuyện ngày xưa than thổ phỉ này, đường xá Mạo Khê, Đông Triều, Hạ Long, đi đến cột 7, cột 8, cột 5. Mẹ cột đồng hồ đi thẳng xuống tí, bụi bẩn như chó. Mẹ đi tí thì ngồi ăn cơm bụi tí, vào quán phở bẩn như hủi. Trong cái tài nguyên thì nhất cả nước như vậy. Đất tỉnh vẫn cứ nghèo. Ông Chính cũng về ông thay đổi đấy. Các bạn bớt cái áo đi. Mà tỉnh Quảng Ninh là nơi mà thử quan chức. Quảng Ninh là lò đào tạo quan chức, các bạn nên nhớ. Cứ đến Quảng Ninh mà làm tốt được thì đương nhiên là sẽ lên chính phủ. Cứ yên tâm nhé. Cứ lo đào tạo quan chức ở đấy chứ ở đâu. Thứ nhất là nó giáp biên. Thứ hai nó có cả Phật giáo. Nó có cả kỳ quan. Và nó rất là phức tạp. Và nếu nó bán nước nó bán từ đấy luôn đấy. Nó bán nước nó bán luôn từ đấy. Đừng có đùa. Các bạn có hiểu biết gì về cái môn phái của chúng ta được không? Bọn ta chuyên nhìn rau gắp thịt chứ không phải sao hiểu được. Bọn tao nhỏ bé như hạt tiêu, bọn tao phải chơi môn phái nhìn rau gắp thịt chứ. Hải Phòng cũng mạnh chứ anh, Hải Phòng cũng là câu chuyện đấy. Hải Phòng nó cũng thế. Hải Phòng, Quảng Ninh. Lôi mẹ lò đào tạo mà chúng mày. Cái đây thôi không sao, anh em cứ yên tâm đi nhá. Đây là may, và ngày hôm nay các bạn thấy là đi xuống Quảng Ninh, các bạn thấy không, thành phố nó sạch sẽ và nó sẽ trở thành một thành phố đáng sống đấy, cho cư dân ở đấy cũng như là khách du lịch đến. Tuy nhiên nó có ngày trước ấy, nó có nhiều cái bất cập, ví dụ như chặt chém, đúng không, chặt chém giá cả các thứ ấy. Thì tôi hy vọng là bên Quảng Ninh người ta sẽ có những cái điều tiết cho nó phù hợp. Ngày xưa Thanh Hóa nó cũng chặt chém lắm, Hà Nội cũng chặt chém, bây giờ nó bớt ngáo rồi, bớt ngáo rồi, bây giờ bày ngửa rồi, mạng xã hội nó mạnh rồi, không chặt chém rồi. Cái Quảng Ninh là cái nơi mà có sân bay tư nhân đầu tiên thì ông kia nói đúng. Nguồn xã hội hóa đấy, săn ua nó về nó làm, ai làm? Tôi nói cho các bạn biết đấy, đất nước nó thay đổi như vậy các bạn không theo kịp đâu. Bây giờ riêng dân Quảng Ninh bây giờ là tự nhiên là cái khu cái răm ấy. Ngày xưa là toàn sình lầy. Bây giờ xin lỗi các bạn, là tiền đâu mà mua khu cái răm? Tiền đâu mà mua khu cái răm? Hải sản làng chài nó chả khu cái răm là gì? Đúng không? Rồi đường ven biển, bao biển. Đến bây giờ cái huyện Hoành Bồ thôi nó đã mướt mượt tơ mềm mảnh rồi.
Đừng có nói, ngày xưa đi vào huyện Hoành Bồ khổ chết mẹ, bụi bặm bẩn thỉu. Mẹ, suốt ngày bụi bặm, hít than. Các đâu có hiểu cái điều đó đâu. Các bạn nên nhớ là như vậy. Yeah. Bây giờ là người dân người ta đều được hưởng. Chủ yếu là người dân chứ. À, nhà nước và nhân dân cùng làm. Ai làm? Dân hưởng chứ ai làm? Chứ không lẽ để cho dân... Các bạn cứ thứ bảy chủ nhật ra có chỗ cột đồng hồ uống cà phê, cái chỗ khu phố gọi là phố cổ đấy. Xem xe ô tô nó để như nào, xe xịn nó để như nào. Làm đèo của Quảng Ninh có xe đẻo. Đối với các bạn tìm được ô tô của Quảng Ninh xe đẻo đấy. Mà cái tỷ lệ trả góp của Quảng Ninh gần như là rất là thấp, cực thấp. Cứ vẩn, cứ bố trả hiểu kiểu gì. Các tỉnh nó đều như vậy. Xin cảm ơn các cụ cao cốc bà cùng toàn thể hội hôn. Chúc các cụ cao cốc bà là luôn là phấn khởi nhé, yeah. Tơ mảnh mảnh để các em là luôn phấn khởi. Nói chung là cứ rượu ngon và gái đẹp mà chiến nhé, yeah. Không có việc gì phải khổ cả nhé, yeah. Làm thao vào đấy, ừ. Chúng nó đánh nhau kệ bạ chỗ đó, cố gắng đánh lâu lâu và đừng đánh ở Biển Đông là được. Làm gì thì làm, đừng có kéo sang gần Việt Nam đánh nhau là được, cứ đánh xa xa vào. Bởi vì thế giới này là phải đánh nhau, cái thằng nghiện đánh nhau là nó không cai được, cái thằng nghiện chiến tranh nó không cai được. Cho nên chúng ta đừng có to mồm, tôi yêu hòa bình lắm, tôi yêu lắm, yêu nước mình thôi nhé. Còn bọn nó nghiện rồi chúng nó không cai được đâu. Nhìn thẳng vào thực tế đi, không có một đời tổng thống Mỹ nào nó không thích đánh nhau cả, trừ ông Trump. Ông Trump mà không thích đánh nhau là thôi nhé, ngồi xuống dưới, ngồi xuống. Cho nên là bây giờ các bạn nên nhớ là có cái thằng nó nghiện đánh nhau, cho nên là chúng ta không cản được đâu, nó cai được luôn, nó cai được thì đỡ. Chứ còn các vùng xung đột đánh nhau là có anh em nghiện nó lo rồi. Và cố gắng đừng nghiện ở khu vực Việt Nam, đừng nghiện khu vực Đông Nam Á, để làm sao các cái doanh nghiệp nó sang đây nhiều làm ăn, rồi cố gắng Việt Nam trở thành một cái quốc gia nghỉ dưỡng. Bây giờ châu Âu nó càng loạn càng tốt, châu Âu nó càng loạn thì anh em về hưu ở châu Âu nó sẽ sang Việt Nam nó nghỉ dưỡng, chúng ta nó sẽ về Nha Trang nó nghỉ dưỡng, nó sẽ về Đà Nẵng nó nghỉ dưỡng. Đặc biệt là người các cái người Đức, người Đức, người Pháp các thứ nó sang Việt Nam nghỉ dưỡng. Đấy, rồi các anh em lên Hà Giang, lên Sơn La, đúng không, treo đèo lội suối thì bố anh em cứ mang tiền hưu sang Việt Nam nghỉ dưỡng. Thực ra bên Đức hay bên Pháp thì tiền hưu chúng nó chỉ được khoảng 1.500, 2.000 thôi. 2.000 thì phải sang Việt Nam nghỉ dưỡng là sống khỏe rồi. Cứ ở homestay, đào ao thả cá, nghỉ dưỡng chữa bệnh. Bệnh viện quốc tế Việt Nam là chỗ nào cũng có rồi. Thế sang đây nghỉ dưỡng là chữa bệnh ở đây được. Thế nên bọn tao là sau này bọn tao có cái dịch vụ mai táng nữa, đúng không? Xong là gửi chuyển gói về tận nhà luôn. Cứ ghi số má xong tao thiêu xong tao gửi về tận nhà. Cứ sang đây. Đấy, cố gắng mục tiêu là phấn đấu các cái tỉnh miền Trung nhà mình là ít khu công nghiệp ấy, thì cố gắng trở thành cái quốc gia nghỉ dưỡng. Ví dụ Hội An này, Đà Nẵng này, Nha Trang, Phú Yên này, Mũi Né này, tất cả các khu du lịch trở thành khu nghỉ dưỡng. Bởi vì lương của chúng nó là 2.000 đến 3.000 đô mà tương đương 50 đến 70 triệu đồng Việt Nam thì hoàn toàn là sang Việt Nam sống khỏe. Tự nhiên nó được hưởng đủ thứ, hải sản này, cua ghẹ này, hàu này, đúng không? Dịch vụ taxi rồi chữa bệnh đầy đủ. Đấy, ví dụ đau bụng mình cho nó ăn giấy mít cái là nó khỏi vẽ rồi, cần đéo phải chữa. Đơn giản đấy thôi. Cho nên là tương lai chúng ta là mướt mượt mượt. Tôi thấy là hiện nay là nhiều người là đang, nhất là người Nga. Người Nga họ sang Nha Trang họ sống họ cảm thấy thoải mái. Bây giờ tự chúng nó sang chúng nó quảng cáo. Yeah. Cứ để cho chúng nó sang đây nó ăn chơi, nó sinh hoạt. Nhà thờ, nhà thiếp đầy đủ, không thiếu. Nha Trang có nhà thờ Nha Trang, Đà Nẵng có nhà thờ Đà Nẵng, Nam Định có nhà thờ Nam Định. Cứ về đây, y tế y thiếp đầy đủ, Vinmec, Hồng Ngọc các thứ có hết rồi. Vinmec ở đâu cũng có. Thế bọn nó mua bảo hiểm của mình thế là mình chữa cho nó. Yeah. Taxi gọi Grab cơ thiết là đầy đủ rồi, kể cả gọi taxi xanh cũng có. Đấy, ngày hôm nay taxi xanh có rồi, taxi điện đầu tiên rồi, đúng không? Thái Lan bây giờ nó choáng, tôi hỏi tại sao Việt Nam lại có taxi điện? Cứ cho ăn chơi phè phỡn. Tôi hỏi các bạn 2.000 đô với 3.000 đô ở Việt Nam, tôi dám chắc với các bạn nó nghỉ dưỡng ở Việt Nam sướng hơn là ở sống ở Đức, ở Pháp. Tôi dám chắc luôn, điều đó điều đương nhiên. Các bạn cứ thử nghĩ cho đúng, cà phê uống cả ngày không hết, đúng không? Tứ khoái đầy đủ chứ còn thể lúc nào cũng đầy đủ. Cứ sang đây. Ngày hôm nay taxi, taxi có đủ hết, chả ngại. Chả sao. Trên tương lai chúng ta mong muốn là chúng ta xây dựng làm sao mà môi trường sạch sẽ, người dân hiền hòa. Được cái người dân Việt Nam là có cái nguồn sẵn ở trong người là me Tây rồi, xính ngoại. Đối với người Việt Nam cứ gặp Tây là hớn hở lắm, thân thiện lắm. Nó khổ thế. Chứ còn các bọn nó sang các nước khác nó bị phân biệt chủng tộc. Bọn nó đéo hiểu được đâu. Nhưng mà Việt Nam mình khổ cái là cứ Tây sang là nó xính ngoại. Người Việt Nam cứ nhìn thấy Tây là ô ông Tây, ớ bà Tây, ớ Tây lông kìa đẹp trai quá, ô tuyệt vời quá, hiểu không?
mẹ nó hay ở chỗ đấy, nó sang nó được trọng vọng. Các bạn cứ để ý những cái thằng Tây sang đây, người dân Việt Nam, oh hello, hello, hello. Đấy, trọng vọng lắm, lúc nào cũng trọng vọng. Mà cái thằng mà nó sang nó trọng vọng là khoái lắm nhé. Tớ thì tớ chỉ thích cái, mở cái gọi là cái lò thiêu, dịch vụ mai táng cho bọn Tây. Thế là chuyển về, cứ mỗi đứa chết là mình thu 3.000 đô. Thế là mình chuyển về, ship về cho nó. Nhờ các cái hãng hàng không mà ship về. Tuyệt vời. Cứ thế thôi. Cứ 2-3.000 đô sống ở Việt Nam chỉ có sướng như tiên. Còn bên kia thì mẹ mày xin lỗi kia. Tiền điện, tiền nước gần hết cụ rồi, tiền nhà hết mẹ. Có nhà đéo thôi. Sang đây 2.000 đô thuê cái nhà chung cư khoảng độ 10 triệu một tháng thì có mà ở mướt mượt mượt tơ mình mảnh, tập thể dục cả ngày. Xuống Hạ Long có chạy cả ngày, Đà Nẵng chạy cả ngày. Quá tuyệt vời. Đúng không? Chỉ điều dân ta là sạch sẽ hơn nữa, đúng không? Yêu nước hơn nữa. Đấy, đúng không? Kiếm tiền tốt. Hết dòng ngoại tệ của nó cứ chảy về đây là xong. Hệ thống thanh toán quốc tế tốt. Đô la cũng thanh toán, euro cũng thanh toán, đồng tiền nhân dân tệ thanh toán. Đấy, tuyệt vời luôn. Phú Quốc nữa, đúng không? Phú Quốc phải có song bài đèn đỏ là đúng rồi. Phú Quốc nó sẽ như Macau. Tôi tin tưởng Phú Quốc. Tôi tin tưởng Phú Quốc. Nhưng bây giờ là anh em Phú Quốc đang có cái cục bộ liên quan đến nó giá cả rau với cả hải sản. Các thứ anh em là đang có cái luật ngầm ở đấy cho nên nó giá cao. Cho nên là cứ thoải mái đi, sang đây Việt Nam tuyệt vời. Phú Quốc trở thành cái nơi gọi là tắm tiên, phải có bãi tắm tiên, tắm chuồng. Đấy, ngày hôm nay đang đề xuất bãi tắm chuồng dành riêng cho Tây chứ không phải Việt Nam đâu nhé. Còn anh em nào Việt Nam thích tắm chuồng thì cứ mua vé vào, cứ muốn tắm chuồng cứ bỏ ra khoảng độ 5 triệu, cứ 5 triệu vào tắm chuồng, bãi tắm chuồng. Còn anh em cứ vào thì không được quay phim chụp ảnh. Tôi mà làm du lịch là tôi phải mở hết các loại tổ tôm sóc đĩa đầy đủ, không thiếu gì cả. Ba que, ba cây, ba kiếp đầy đủ, cứ vào chơi thoải mái, miễn là có cảnh sát bảo vệ, có an ninh, có pháp luật. Thứ hai là tắm tiên, bãi tắm chuồng, cái thứ là ví dụ Cát Bà, Kỳ Quây đến cái hòn đảo tắm chuồng nhưng mà thu phí. Đấy, tôi làm du lịch là tôi cứ phải chơi cái môn đó, đưa ra các cái chính sách quy hoạch từng vùng một như vậy. Rồi công viên tham nhũng nữa. Đấy, cứ anh em nào vào công viên tham nhũng là thu phí, cứ 100.000 người cứ thu phí nha, thoải mái. Thế là tăng ngân sách, tội gì. Thằng nào ghét quan tham cứ vào công viên tham nhũng chửi cho nó phim họng, xong về uống kháng sinh làm đéo. Đúng, Xuân Thành, Diễn Thành, Hòn Câu, Cửa Lò, tới đó con em chả sao cả, cứ đến thoải mái thôi. Chào các bác, các cô, các chú nhá, chào anh em nhá. Cảm ơn 2.100 người đang bên YouTube. Chúc các bác, các cô, các chú buổi trưa vui vẻ, bánh nhắm thôi, mướt mượt mượt tơ mảnh mảnh. Chào tạm biệt quý vị.